Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khai kinh kệ Phật pháp rộng sâu rất nhiều màu, trong nghe một kiếp khó tìm cầu, con đang nghe thấy chư anh trì tụng, người tới như lai nghĩa nhiều màu. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Số 663. Kinh Kim Quang Minh, Hán Dịch Đề Bát Lương. Tăng Tạp Pháp Sư Đàm Vô Sấm, quyển 1, phẩm 1, tựa: Tôi nghe như vậy. Một thời Đức Phật ở núi Kỳ Sa Quật tại tỉnh Vương Xá. Bây giờ Như Lai dạo qua các pháp tánh thầm thâm vô lượng, bản hạnh chư Phật và các công hạnh thanh tịnh của các vị Bồ Tát. Là Kim Quang Minh, dù trong các kinh, nếu có người nghe thường hay suy nghĩ, nghe lấy sâu xa, vô thượng nhiệm màu, kinh điển như vậy thường được bốn Phật, ở trong bốn phương, gia bị hộ trì, phương Đông A Xúc, phương Nam Bảo Tướng, Tây Vô Lượng Thọ, Bắc Vi Diệu Thanh. Tại này sắp nói, các pháp sám hối là pháp vô thượng phát sinh công đức, hoại các điều khổ, dứt các nghiệp ác là pháp căn bản nhất thiết chủng trí, được trang nghiêm bởi vô lượng công đức, vì các điều khổ ban vui không lượng. Người thiếu các căn, tâm mạng tổn giảm, nghèo khổ khốn cùng, chư thiên bỏ lìa, thân thuộc tranh tụng, mọi người cãi vã, pháp luật gia hình, tài vật tổn hao, buồn lo sợ sệt. Sao xấu ta dịch, bọn tà thuốc độc, biến quái điên miên. Đêm thấy điềm dữ, ngày thì lo phiền, đành tắm rửa sạch. Nghe kinh điển này, chỉ tâm thanh tịnh, mặc áo sạch sẽ, chỉ nghe hành xứ sâu xa của Phật. Oai đức kinh này, có thể tiêu trừ việc ác như thế. Khiến được tịch diệt, thiên vương hộ thế đem các quan thuộc, và cùng vô lượng các chống giả xoa, đưa đến ủng hộ người trì kinh này. Thiên thần đại biện, thần sông Ni Liên, mẹ con quỷ thần, địa thần Kiên Lao, đại phạm thiên vương, tam thập tam thiên, đại thần Long Vương, khẩn Na La Vương, Ca Lâu La Vương, A Tu La Vương, cùng quyến thuộc họ, đưa đến ủng hộ người nghe kinh này. Ngày đêm không rời, ta nay đang nói, việc làm nhiệm màu thầm thầm bí mật của Phật Thế Tôn trong ngàn muôn kiếp rất khó được gặp. Nếu được nghe kinh hoặc vì người nói, hoặc tâm tùy hỷ, sắm đồ cúng dường, những người như thế từ vô lượng kiếp thường được chư thiên tám bộ cung kính. Tu hành như thế xin các công đức được vô lượng phước không thể nghĩ bàn, cũng được mười phương chư Phật Thế Tôn, các đại Bồ Tát gia bị hộ trì, y phục chỉnh tề, dùng hương thượng diệu tự tâm cúng dường, thường không xa lìa thân khẩu, thân ý thanh tịnh, không các câu ế vui vẻ thích thú, ưa chuộng cái này. Nếu ai được nghe nên biết hay được, thân người cõi trời và do chánh mạng nghe pháp sám hối giữ gìn nơi tâm là thượng thiện căn, chư Phật khen ngợi. Phẩm 2, vô lượng thọ lượng. Bây giờ ở trong thành Vương Xá có đại Bồ Tát tên là Tính Tướng, đã từng cúng dường vô lượng ức năng cho ta trăm ngàn chư Phật quá khứ trong các căn lành. Bồ Tát Tính Tướng suy nghĩ như vậy: vì nhân duyên gì mà Đức Như Lai Thích Ca thọ mạng ngắn ngủi, chỉ mới 80 tuổi, lại còn nghĩ rằng như Phật đã nói có hai nhân duyên được sống lâu dài, nghĩa như là hai: một, không sát sinh; hai, bố thí thức ăn cho chúng sinh ăn. Mà Đức Thế Tôn ở trong phố lượng trăm ngàn ức na do ta a tăng kỳ kiếp tu giới không sát sinh, đầy đủ 10 điều thiện, ban cho chúng sinh những thức ăn uống không thể hạn lượng, cho đến xương tủy máu thịt của mình thì cho chúng sinh đói khát được no đủ, huống nữa là các vật thực. Đại sĩ Chí Tâm nghĩ về Phật như thế. Khi Bồ Tát đang suy nghĩ nghĩa này thì trong nhà kia tự nhiên gọn gàng rộng rãi trang nghiêm bằng mọi thứ lưu ly xanh biếc của các cõi trời, được các thứ báu xen lẫn với nhau làm thành mặt đất, cũng như chỗ ở các Đức Như Lai nơi tịnh độ có các mùi hương màu nhiệm hương của các cõi trời khói mây bao phủ khắp nhà đó. Ở bốn mặt nhà đều có bốn tòa cao bằng bảy báu tự nhiên xuất hiện, toàn dùng áo trời để làm đồ trải. Trên những tòa báu bị nhiệm màu đó đều có các hoa báu do sức thọ dụng chư Phật hợp thành. Trên hoa sen có bốn Đức Như Lai. Ở phương Đông có vị Phật tên là A Xúc. Ở phương Nam có vị Phật tên là Bảo Tướng. Ở phương Tây có vị Phật tên là Vô Lượng Thọ. Ở phương Bắc có vị Phật tên là Vi Diệu Thanh. Bốn Đức Như Lai này ngồi trên tòa sư tử bỗng phóng hào quang sáng khắp thành Vương Xá và cả tam thiên đại thiên thế giới, để các thế giới chư Phật mười phương nhiều như các sông Hằng, tôn các hoa trời, tôn các nhạc trời.
Lúc ấy chúng sinh ở trong tam thiên đại thiên thế giới, như thần lực của Phật mà được thấy được những cái sự khoái lạc của cõi trời. Những kẻ thiếu căn liền được đầy đủ. Nói tóm lại là những việc lợi ích trong thế gian lâu nay chưa từng thấy có, nay đều thấy xuất hiện đầy đủ. Bây giờ Bồ Tát tin tưởng thấy được chư Phật và những việc hy hữu ấy, vui mừng phấn khởi cung kính chắp tay hướng về chư Phật tâm niệm thế này: Thích Ca Như Lai vô lượng công đức, nhưng đối với việc thọ mạng tâm con suy nghĩ, tại sao Đức Như Lai thọ mạng ngắn ngủi 80 tuổi mà lại nhập Niết Bàn? Lúc bấy giờ bốn Đức Phật dùng tâm chánh biến tri và Bồ Tát tín tướng: Này thì nam, hôm nay không nên nghĩ lường về việc thọ mạng ngắn ngủi của Đức Như Lai. Vì sao này thì nam, chúng ta không thấy các cõi trời người ma phạm thiên, các bậc sa môn cùng bà la môn, nhân phi nhân, có thể nghĩ tính về thọ lượng của Đức Như Lai, biết được hạn lượng, chỉ trừ Đức Như Lai mới có thể biết. Khi đã bốn Đức Như Lai sắp nói về thọ mạng của Đức Phật Thích Ca Văn, cho nên ở các cõi trời sắc giới, dục giới, có các rồng, quỷ, thần, cả thất bà Atula, Kalola, Khonala, Mahu, La Già, và có vô lượng ức nơi cho tha các đại Bồ Tát, nhờ thần lực của chư Phật đều đến tập trung tại nhà Bồ Tát tính tướng. Khi ấy bốn Phật ở trong đại chúng dùng kệ tóm lược ví dụ để nói về thọ lượng của Đức Như Lai, Đức Thích Ca Như Lai. Nước bốn biển lớn, biết được số giọt, thọ mạng Thích Tôn không thể đếm được. Các núi tu gì, biết được cân lượng, thọ mạng Thích Tôn không thể lường được. Biết số các bụi, tất cả đại địa, thọ mạng Thích Tôn không thể tính được. Hư không còn có bờ mé giới hạn, thọ mạng Thích Tôn không thể kể được. Ngày muôn vạn kiếp không thể tính kể, Phật thọ vô lượng phổ biến như thế. Cho nhân duyên ấy, đã nói hai duyên, không hại mạng vật, thí thực vô lượng. Thế nên đại sĩ thọ không thể kể, vô lượng vô biên cũng không hạn lượng. Thế nên người này không nên nghi hoặc về việc thọ mạng vô lượng của Phật. Bây giờ Bồ Tát Tịnh Tướng nghe bốn Đức Phật này giảng về việc thọ mạng vô lượng của Đức Thích Ca Như Lai, lòng tin sâu xa, vui mừng phấn khởi. Khi nói đến phẩm Như Lai thọ lượng như vậy rồi, tùy vô lượng vô biên chúng sinh phát tâm chánh đẳng chánh giác, khi ấy bốn Đức Như Lai bỗng nhiên không còn hiện nữa. Phẩm 3 sám hối. Bồ Tát tinh tướng ngay trong đêm ấy mộng thấy trống vàng, hình dạng to lớn đẹp đẽ, ánh sáng của nó chiếu khắp cũng như ánh sáng mặt trời. Trong ánh sáng ấy thấy được vô lượng vô biên chư Phật Thế Tôn trong mười phương ngồi tòa lô ly chứ các cây báu, cũng như vô lượng trăm ngàn quyến thuộc vây quanh chư Phật đang vì họ mà thuyết pháp. Thấy trong đó có một người giống như vị Bà La Môn cầm dùi đánh trống, tiếng kêu vang rền, tiếng ấy dịu nói kệ tụng sám hối. Khi ấy Bồ Tát tinh tướng thức tỉnh, chỉ tâm nhớ nghĩ kệ tụng sám hối đã nghe trong mộng. Đến sáng ngày thì rời thành Vương Xá mà đi thẳng đến núi Kỳ Xà Quật. Lúc ấy cũng có vô lượng vô biên trong ngàn chúng sinh cùng với Bồ Tát đến ngay chỗ Phật. Đi đến nơi rồi đảnh lễ chân Phật, nhìn quanh bên phải ba vòng, rồi lui lại ngồi một bên, cung kính chắp tay chiêm ngưỡng tôn nhang, mắt không hề rời đem việc trống vàng và cả sám hối đã thấy trong mộng nói cho Phật nghe. Đêm qua chiêm bao vẫn còn nhớ rõ, mộng thấy trống vàng màu sắc rực rỡ, ánh sáng chiếu diệu sáng hơn mặt trời, chiếu khắp mười phương hàng xa thế giới. Những ánh sáng ấy được thấy chư Phật ngồi tòa lưu ly dưới các cây báu, vô lượng đại chúng giao quanh nghe pháp, thấy Bà La Môn đánh trống vàng ấy trong tiếng trong đó nói kể như vậy: Trống vàng lớn này phát tiếng nhị màu, đều hay dứt trừ tội khổ ba đời, tội khổ địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, nghèo cùng khốn ách, nhiều thứ khổ khác. Trống này phát xuất âm vang nhị màu, trừ các phiền não, bức bách chúng sinh, dứt mọi sợ sệt, khiến không lo sợ. Cũng như chư Phật chẳng hề lo sợ, chư Phật thánh nhân đã được công đức liệt khỏi sinh tử đến bờ đại giác, như vậy chúng sinh cũng được công đức định và trợ đạo cùng với biển lớn. Trống này phát tiếng nhiệm màu như vậy, khi chúng sinh được phạm âm sâu xa, chứng Phật Bồ Đề vô thượng thắng quả, chuyển pháp vô thượng thanh tịnh nhiệm màu, tỏ vô lượng kiếp không thể nghĩ tính, do nói chánh pháp lợi ích chúng sinh, hay diệt phiền não trừ các điều khổ, tham sân si thảy đều khiến diệt trừ, và có chúng sinh ở tại địa ngục để cháy hừng hực thiêu đốt thân ấy, đã nghe trống vàng âm thanh nhiệm màu phát ra ngôn giáo liền tìm lễ Phật, cũng khiến chúng sinh
biết được túc mạng trong đời ngàn đời muôn ngàn ức kiếp, khiến tâm chánh niệm cho Phật Thế Tôn. Cũng nghe những lời vô thượng diệu màu trong chóng vàng ấy phát tiếng chí diệu, đã khiến chúng sinh được gặp chư Phật, xa lìa tất cả các thứ ác nghiệp, khéo tu vô lượng thiện nghiệp thanh tịnh, chư thiên cõi người đời và các chúng sinh tùy sự suy nghĩ các điều nguyện cầu, trống vàng phát xuất âm thanh như vậy, tất cả đều hay thành tựu đầy đủ. Nếu có chúng sinh đọa đại địa ngục, lửa dữ hừng hực đốt cháy thân kia, không ai cứu hộ trở lan các nạn, sẽ khiến tất cả diệt trừ khổ ách. Nếu có chúng sinh các khổ bức bách, báo ba đường ác cho đến loài người, trống vàng như vậy phát xuất âm thanh, đều hay diệt trừ hết các nghiệp khổ. Kẻ không chỗ nương, không ai cứu hộ, con vì tất cả làm chỗ quy y. Này các Thế Tôn, xin sẽ chứng tri, giá con đã lâu xin lòng đại bi, khắp cả mọi nơi mười phương Như Lai, Đức Phật hiện tại lớn lượng thúc tôn, con vốn đã làm các nghiệp chẳng lành, nay xin sám hối trước đấng thập lực. Không biết ân Phật và ân cha mẹ, không hiểu thiện pháp tạo các điều ác, ý mình tôn quý và nhiều tiền bạc, tuổi trẻ buông lung làm các việc ác, tâm niệm chẳng lành, mẹ nói lời dữ, tùy ý gây tạo không thấy điều lỗi, phàm phu ngu muội ngăn che không biết gần gũi bạn ác, phiền não loạn tâm, nhân duyên năm dục sinh tâm sân hận, không biết nhầm đủ có làm việc ác, gần kẻ phi thánh nhân sinh keo kiệt, nhân duyên nghèo cùng gian định làm ác, là thuộc kẻ khác nên thường lo sợ, không được tự tại mà phải làm ác, tham dục ngu si khuấy động tâm hồn, dứt ái khát ái thúc bách tạo các điều ác, do nơi cơm áo và do nhan sắc ràng buộc thiêu đốt tạo các điều ác, thân khẩu ý nghiệp gây bao tội lỗi, những tội như thế nay đều sám hối và không cung kính Phật pháp thánh chúng, những tội như thế nay đều sám hối và không cung kính duyên giác Bồ Tát, những tội như thế nay đều sám hối. Vì do ngu si phỉ báng chánh pháp, không biết cung kính cha mẹ tôn trưởng, những tội như thế nay đều sám hối. Ngu hoặc ngăn che kiêu mạn buông lung, nhân tham sân si tạo các điều ác, những tội như thế đã đều sám hối. Con nay cúng dường vô lượng cho biên tam thiên đại thiên thế giới chư Phật, con sẽ cứu giúp vô lượng chúng sinh tất cả mười phương nơi nào có khổ, con sẽ cứu độ không thể nghĩ bàn vô số chúng sinh được trú thập địa, đã được an ổn trú thập địa rồi, được khiến đầy đủ Như Lai chánh giác, vì một chúng sinh ở kiếp tu hành khiến vô lượng chúng thoát khỏi biển khổ, con sẽ vì những chúng sinh như thế và nói các pháp thầm thâm mầu nhiệm là kim quang minh, diệt trừ tội ác gây tạo nhiều kiếp, tội ác rất nặng, nếu hay chí tâm một phen sám hối, những tội như thế thì đều diệt hết. Con nay đã nói phương pháp sám hối kim quang minh này, thanh tịnh nhiệm màu hay diệt trừ gấp tất cả nghiệp chướng, con sẽ an ổn ở nơi thập địa, mười món trân bảo dùng làm gót chân, thành Phật vô thượng công đức quang minh, độ các chúng sinh thoát khỏi ba cõi. Chư Phật có những pháp tạng thầm thâm không thể nghĩ bàn, vô lượng công đức nhất thiết chủng trí, nguyện đều đầy đủ, trăm ngàn tiền định căn lực giác đạo, các đà la ni không thể nghĩ bàn, thập lực Thế Tôn con sẽ thành tựu, chư Phật Thế Tôn có đại từ bi, chứng nhận lòng thành, con xin sám hối hoặc con trăm kiếp gây bao tội lỗi cho nhân duyên ấy, sinh nhiều buồn khổ, nghèo cùng thiếu thốn, rầu rĩ hoảng hốt, sợ sệt tội ác, tâm thường khủng khiếp, bất cứ nơi đâu không chút an vui, mười phương hiện tại đại bi Thế Tôn hay trừ chúng sinh mọi thứ sợ sệt, nguyện nhận cho con thành tâm sám hối, khiến con tiêu trừ những điều sợ sệt con đã có những nghiệp cấu phiền não, chỉ nguyện hiện tại chư Phật Thế Tôn dùng nước đại bi rửa trừ sạch sẽ tội ác quá khứ, nay đều sám hối, những tội hiện tại thành tâm tỏ bày, dự ác chưa làm nguyện không dám làm, những nghiệp đã làm không dám che giấu, ba nghiệp của thân, bốn nghiệp của miệng, ba nghiệp của ý, nay đều sám hối, thân miệng tạo tác và do ý nghĩ, mười thứ nghiệp ác sám hối tất cả, liền mười nghiệp ác tu mười nghiệp lành, an ở thập trụ cho đến thành Phật. Đã tạo ác nghiệp phải chịu ác báo, nay ở trước Phật thành tâm sám hối.
và cõi nước này hay thế giới khác. Có các pháp lành rồi đem hồi hướng. Con nay tu hành, ban nghiệp lương thiện, nguyện ở đời sau chứng đạo vô thượng, hoặc ở các cõi, sáu thú hiểm nạn, ngu si vô trí, tạo các điều ác, nơi ở trước Phật đều xin sám hối. Thế gian có những sinh tử hiểm nạn, các nghiệp dâm dục, ngu si phiền não, những nạn như thế, con nay sám hối. Nạn tâm khinh lờn, nạn gần bản ác, hiểm nạn ba cõi và nạn ba độc, khó không gặp nạn, khó gặp thời tốt, khó tu công đức, cũng khó gặp Phật. Những nạn như thế, nay đều sám hối, chư Phật Thế Tôn, chỗ con nương tựa, thế nên con nay kính lễ chư Phật. Sắc vàng rực rỡ như núi Tu Chi, thế nên con nay lễ đấng tôn sư. Hình sắc vô thượng như vàng cõi trời, đôi mắt sáng ngời, chư ngọc lưu ly, công đức uy nghi, danh xưng rực rỡ, Phật chiếu đại bi, diệt trừ tâm tối, thiền định không câu, lê những bụi mù, trí Phật tuyệt vời, chiếu sáng khắp nơi, lỡ giữ phiền não, khiến tâm nóng đốt. Chư Phật hay trừ, như trăng trong suốt, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, trang nghiêm thân Phật, ngắm mãi, không nhèm, công đức huy hoàng, sáng tỏa muôn nơi, như ánh mặt trời an trú ba cõi, cổ nho lưu ly không chút nhơ bẩn, tỏa sắc nhiệm màu, đồ tướng khác lạ. Sắc ấy ẩn hồng như mặt trời mọc, pha lê bạch ngọc, xen lẫn chiếu văn, đồ tướng ngọc vàng, trang nghiêm thân Phật. Ở trong ba cõi, biển lớn sinh tử, nước ngập sóng dồi, đã loạn tâm con, vì độc cay đắng, hết sức thô nhám, lưới sáng như lai hay khiến khô cạn, dự thân đoan nghiêm, tướng hảo vô hạn, sắc vàng chói sáng, chiếu khắp tất cả, biển lớn trí tuệ đầy đủ ba cõi. Thế nên con này có đầu lãnh lễ như nước biển lớn khó biết số lượng. Cái bụi đại địa không thể tính kể, những núi Tu Chi không thể đo lường, bờ mé hư không cũng không thể đến. Chư Phật cũng vậy, công đức vô lượng những kẻ có tâm không thể biết được. Trong vô lượng kiếp hết lòng suy nghĩ, không thể biết được công đức của Phật. Những núi đại địa còn biết số lượng, có thể đếm biết từng giọt nước biển, công đức của Phật không thể nào biết. Tướng hảo đoan nghiêm, danh xưng đặc biệt, công đức như thế khiến chúng đều được. Con vì nhân duyên, nhờ những thiện nghiệp, đời sau không lâu sẽ thành chánh giác. Giảng nói diệu pháp, lợi ích chúng sinh, đồ thoát tất cả, chúng khổ không lường, phá dẹp các ma và bà con chúng, chuyển diệu pháp luân. Vô lượng thanh tịnh, tọa vô lượng kiếp, không thể nghĩ bàn. Chúng sinh đầy đủ pháp vị cam lồ, con sẽ đầy đủ sa ba la mật. Cũng như chư Phật, quá khứ thành tựu với các phiền não, trừ hết nghiệp khổ, diệt hết tham dục, sân si các loại, con sẽ nghĩ nhớ những việc đời trước, trăm đời, trăm ngàn ức kiếp, thường sẽ chí tâm, chánh niệm chư Phật, nghe nói các pháp, vô thượng nhiệm màu. Con nhân thiện nghiệp, thường gặp chư Phật, xa lìa điều ác, tu các nghiệp lành, tất cả thế giới, chủ có chúng sinh, khổ não không lường, con sẽ trừ hết. Nếu có chúng sinh, các căn hủy hoại, không được đầy đủ, đều khiến đầy đủ. Mười phương thế giới, có những bệnh khổ, ốm yếu ngặt nghèo, không người giúp đỡ, đều khiến giải thoát, dứt các bệnh khổ, lại được sức lực, bình phục như cũ, hoặc phạm pháp luật, phải bị tội hình. Sợ sệt không lường, sau đó khổ não, những người như thế đều khiến giải thoát, hoặc bị đánh đập, gục trói gông cùng, được các việc khổ, thúc bách thân hình, vô lượng trăm ngàn, rầu lo khủng khiếp, đủ điều hoảng hốt, rối loạn tâm can, tất cả khổ não vô biên như thế. Nguyện khiến tất cả đều được giải thoát, và có chúng sinh khổ não đói khát, khi được đủ thứ vật thực ngon ngọt, kẻ mù thấy được, kẻ điếc nghe được, kẻ câm nói được, kẻ rách có áo, những kẻ nghèo cùng liền được kho báu của cải đầy đủ, không còn lo thiếu, anh ấy cũng đều an ổn khoái lạc, cho đến không còn một người khổ cực. Chúng sinh xem nhau vui vẻ hòa hiệp, hình dáng oai nghiêm, người ưa trông thấy, tâm thường suy nghĩ việc lành của người, áo cơm no đủ, công đức vun đầy, tùy ý suy nghĩ của các chúng sinh, ước nguyện đều thành,
các thứ ca nhạc, tiêu sáo, tranh địch, cầm sắc trống phách, đủ thứ âm thanh, nhiệm màu như thế. Nước sông ao hồ, suối khe, rãnh lạch, hoa ưu bát la, xanh vàng, đỏ gấp. Tuy sự mong ước của các chúng sinh liền được đầy đủ y phục, cơm nước, tiền tài, trân bảo, vàng bạc, lưu ly, trân châu, ngọc bích, anh lạc xen nhau. Nguyện các chúng sinh không nghe tiếng ác, cho đến cũng không tới các việc ác. Nguyện các chúng sinh sắc diện tốt đẹp, đối xử với nhau dung hòa, mến thương. Những món cần dùng có trong thế gian, tùy nơi ý nghĩ đều khiến đầy đủ. Nguyện các chúng sinh những việc mong cầu, như chỗ họ cần vừa nghĩ liền được. Các cây hoa thơm thường ở ba cõi, rơi bột hương mịn và hương thoa mình. Chúng sinh thọ lãnh, vui vẻ khoái lạc. Nguyện các chúng sinh thường được cúng dường, không thể nghĩ bàn. Mười phương chư Phật, vô thượng diệu pháp, thanh tịnh không lường, và cả đại chúng Bồ Tát Thanh Văn, nguyện cả chúng sinh thường được xa lìa. Ba ác tám nạn, gặp chỗ không nạn, hậu cận chư Phật, tam vương vô, pháp vương vô thượng, nguyện các chúng sinh thường sinh tôn quý, của cả giàu có, an ổn vui vẻ, hình sắc thượng diệu, trang nghiêm thân thể, con đức thành tựu, có đại công danh. Nguyện các người nữ đều thành thân nam, đầy đủ trí tuệ, tinh tấn không khác, thực hành tất cả đạo hạnh Bồ Tát, tâm xuyên tu tập sáu pháp ba la mật, thường thấy mười phương vô lượng chư Phật, ngồi tòa xứ lưu ly, ở dưới cây bao an trú thiền định, tự tại an lạc, diễn thuyết chánh pháp. Chúng sinh ưa nghe, con đời hiện tại và đời quá khứ làm những nghiệp ác, có các hiểm nạn không được vừa ý, nguyện đều diệt hết khiến không còn sót. Đối các chúng sinh ba cõi trói buộc, mắc lưới sinh tử kiên cố kết chặt, nguyện dùng giao trí các đức nát tan, trừ các khổ não, sống thành chánh giác, hoặc cõi diêm phù hay các phương khác, vô lượng thế giới có các chúng sinh tu hành tất cả công đức thiện diệu, thân tâm của con vui vẻ theo họ, nơi con cho bởi tùy hỷ công đức và thân khẩu ý tu các nghiệp lành, nguyện ở đời sau thành vô thượng đạo, được quả báo tốt, thanh tịnh không nhơ, và có kính thờ tán thán mười lực, tính tâm thanh tịnh không các lối nghi. Hãy nói những việc sám hối như thế liền được vượt khỏi sau 10 kiếp tội. Các thiện nam và thiện nữ, các vua sắc lợi và bà la môn đã có cung kính chấp tay hướng Phật, xưng tán Như Lai. Và các kệ này, nơi nơi chốn chốn thường biết đời trước, các căn đầy đủ, thanh tịnh đoan trang, tất cả công đức đều được thành tựu, nơi nơi chốn chốn thường được quốc vương, phụ tướng đại thần đều phải cung kính. Chẳng phải ở một, năm hoặc mười phương trùng các công đức nghe pháp sám ấy, hoặc ở vô lượng trăm ngàn muôn ức chư Phật Như Lai trùng các căn lành, về sau sẽ được nghe pháp sám này. Phẩm 4. Tán thán. Lúc ấy Phật bảo địa thần Kiên Lao và thiên nữ Thiên, quá khứ có vua tên Kim Long Tôn thường hay dùng lời tán thán như vậy, và tán thán Phật quá khứ hiện tại và Phật vị lai. Còn nay tôn trọng, kính lễ tán thán mười phương chư Phật khứ lai hiện tại, chư Phật thanh tịnh, vắng lặng nhiệm màu, sắc hơn các sắc, rực rỡ chói lọi, tiếng Phật tối thường, ở trong các tiếng, như tiếng đại phạm, chấn động sâu xa, tóc Phật đen nhánh, sáng chói óng ánh, đẹp đẽ mức diệu, không gì dụ được, răng Phật sáng sạch, cũng như ngọc tuyết, nổi bật dung nhan, bằng phẳng phân minh, mắt Phật sáng đẹp, thanh tịnh nghiêm chỉnh, như ánh sen xanh, nở ánh mặt nước, tướng lưỡi rộng dài, sắc hồng chói lọi, sáng chói chiếu soi, tựa như hoa nở, hào tướng rực rỡ, như ánh nguyệt châu, thanh tịnh rạng ngời, tựa như lưu ly, mà nhỏ cong dài, như hình trăng non, sắc đen lóng lánh, như sắc âm chúa, mũi cao tròn thẳng, như thoi vàng rút, vi diệu mịn màng, đẹp đẽ cân đối, tướng tốt Như Lai, thứ lớp tối thượng, được dị chân chánh, không ai sánh bằng, một lộ chân lông, mọc một lông xoáy, mềm mại đen nháy, như lông khổng tước, ngay trong khi sinh, tâm phóng hào quang,
cho khắp mười phương, vô lượng cõi nước, diệt hết tất cả các khổ ba cõi, khiến các chúng sinh đều được an lạc. Địa ngục ngạ quỷ cho đến súc sinh, hàng trời và người an ổn không hoạn, được diệt hết cả vô lượng cõi ác. Thân sắc màu nhiệm như vàng chói lọi, diện mạo thanh tịnh như trăng tròn sáng, thân Phật tỏ rạng như ánh mặt trời, đi đứng oai nghi giống như sư tử, đứng duỗi hai tay thầm xuống ba gối, uyển chuyển như nhánh ta la gió động, ánh sáng một tầm hệ chiếu vô lượng, sáng soi tất cả. Trong ngàn nhật nguyệt, thân Phật thanh tịnh không chút bận nhơ, ánh sáng chiếu khắp tất cả cõi Phật, hào quang rực rỡ chiếu sáng chói lọi, vô lượng nhật nguyệt đều bị lu mờ ánh sáng chư Phật chiếu vô lượng cõi, hãy khiến chúng sinh đương sáng thấy Phật, vốn đã tu tập trăm ngàn hạnh nghiệp cho nhóm công đức trang nghiêm thân Phật, cánh tay thon tròn giống như vòi voi, tay chân mềm mại kinh bến không nhẹp, khứ lai chư Phật số như phi trần, hiện tại chư Phật cũng là như vậy, Như Lai cũng thế, con nay đều lễ, thân khẩu thanh tịnh, ý cũng như vậy, dùng hương hoa quý dâng hiến cúng dường, cai vịnh tán dương trăm ngàn công đức, dẫu dùng trăm lưỡi ở trong ngàn kiếp tán công đức Phật không thể cùng tận. Như Lai có những công đức hiện tại sâu xa kiên cố với diệu đệ nhất, dù có ngàn lưỡi muốn tán một Phật con không thể hết, còn không thể hết chút phần công đức, huống nữa muốn tán công đức chư Phật, dẫu cho biển lớn tất cả trời đất, đến trời hữu đảnh nước đầy trong ấy, lấy một sợi lông chẳng biết số giọt, nhưng không thể biết có đức một Phật. Con này do lễ tán thán chư Phật, thân khẩu ý nghiệp đều được thanh tịnh, tất cả chỗ tu vô lượng nghiệp lành, còn các chúng sinh chứng vô thượng đạo, nhân vương tán thán Phật như thế rồi, lại phát thệ nguyện vô lượng như vậy, con hoặc đời sau vô lượng cho biên A Tăng kỳ kiếp, sinh ở chỗ nào thường ở trong mộng, ta được trống vàng, được nghe âm thanh sám hối nhiệm màu, do nay khen ngợi diện mạo thanh tịnh, nguyện con đời sau cũng được như thế, còn đức chư Phật không thể nghĩ bàn, ở trăm ngàn kiếp rất khó được gặp, nguyện ở mai sau trong vô lượng đời, đêm thì mộng thấy, ngày nói như thật, con sẽ tu hành đầy đủ sáu độ, có giúp chúng sinh vượt qua biển khổ, thân con sau này thành đạo vô thượng, khiến thế giới con không đau sánh bằng, nhân duyên tán Phật dân cũng trống vàng, do quả báo này trong đời tương lai gặp Phật Thích Ca, được Phật thọ ký và khiến hai con kim long kim quang tương sinh nhà con đồng được thọ ký. Nếu có chúng sinh không kẻ cứu giúp, khổ sở thúc bức bách, không nơi nương tựa, con ở mai sau với những kẻ ấy làm chỗ nương tựa và giúp đỡ họ trở hết tất cả những điều khổ sở, ban bố chúng sinh phước thiện an lạc, con ở đời sau tu đạo bồ đề, không kể kiếp số cho đến cùng tận, cho kim quang này và pháp sám hối khiến cho con đây biển ác, biển nghiệp, biển lớn phiền não đều khô cạn hết, biển công đức con nguyện đều thành tựu, biển lớn trí tuệ thanh tịnh đầy đủ vô lượng công đức trợ đạo bồ đề, cũng như biển lớn đầy đủ trân bảo gia súc sám hối và kim quang này, công đức bồ đề sáng suốt vô ngại, trí tuệ rạng soi chiếu suốt thanh tịnh, con ở đời sau thân sáng chiếu khắp trong công đức oai thần và mình trở lại thua thắng đặc thù ở trong ba cõi, sức các công đức không chút tổn giảm, sẽ độ chúng sinh vượt qua biển khổ, đồng được an trí biển lớn công đức, đời sau nhiều kiếp tu đà bồ đề như xưa chư Phật đã từng tu tập, ba đời chư Phật có nước tịnh diệu, chư Phật chí tôn vô lượng công đức khiến con đời sau được sự thù thắng, công đức tịnh độ như Phật Thế Tôn tính tướng nên biết, tôn giả Kim Long quốc vương lúc ấy là thân ông đây, Kim Long Kim Quang hai con khi ấy tức nay con ông Ngân tướng Kim tướng. Phẩm năm không, vô lượng các kinh nói nhiều nghĩa không, thế nên ở đây giải thích lược qua.
chúng sinh căn độn trí tuệ kém cỏi, không thể biết rộng vô lượng nghĩa không, nên tôn kinh này chỉ nói tóm lược. Phương tiện nhiệm màu dùng đủ nhân duyên, vì kẻ độn căn khởi lòng đại bi. Ta nay diễn nói kinh điển nhiệm màu, như ta đã hiểu biết ý chúng sinh, thân này như hư huyễn, như mây trong không, xóm làng xấu nhập, chỗ ở của giặc, tất cả tự ở đều chẳng biết nhau. Mắt thâu nhận sắc, tai phân biệt tiếng, mũi ngửi các mùi, lưỡi nếm các vị, còn phần thân căn tham lãnh các suất, ý căn phân biệt tất cả các pháp, sáu tình các căn mỗi mỗi tự duyên, cảnh giới các trần không diện thứ khác, tâm như ảo hóa, rong đuổi sáu tình mà thường vọng tưởng phân biệt các pháp, cũng như đời trước để bắt hư không, xấu giặc phá hoại, ngu không biết tránh, tâm thường nương tựa cảnh giới sáu căn, mỗi mỗi tự biết cảnh riêng của mình, duyên theo sắc thanh hương vị xuất pháp, tâm ở sáu tình như chim xa lưới, tâm ấy thường thường ở nơi các căn, theo đuổi các trần không thể tạm bỏ, thân luôn hư dối, không thể trưởng trưởng, không có tranh cãi, cũng không có chủ, từ các nhân duyên hòa hợp mà có, không có chất thật, do vọng tưởng khởi, cơ quan nghiệp lực, hư dối tụ tập, đất nước gió lửa hợp lại tạo thành, tùy thời tăng giảm, tàn hại lẫn nhau, như bốn con rắn đông nhốt một hộp, bốn rắn tỏi tính chất khác nhau, hai trên hai dưới, các phương cũng hai. Rắn lớn như thế đều diệt không sót, hai rắn đất nước tánh chúng chìm xuống, hai tánh tâm thức tháo động không ngừng, tùy nghiệp chịu báo, các cõi trời người tùy chỗ tạo nghiệp mà đọa các loài, thân nước lửa gió khi tan diệt hoại, đại tiểu bất tịnh đầy chảy ra ngoài, thân sinh các trùng không thể ưa mến, dứt bỏ ngoài gò như cây mục nát. Thiện nữ nên biết các pháp như thế, chỗ nào có người và có chúng sinh, bản tánh vắng lặng vì vô minh có, các đại cũng thế, một mối chẳng thật, vốn tự không sinh, tánh không hòa hợp. Cho nhân duyên ấy ta nói các đại từ gốc không tật, hòa hiệp mà có, thể tướng vô minh vốn tự không có, nhân duyên vọng tưởng hòa hợp mà có, vì không thật có giả danh vô minh, thế nên ta nói gọi là vô minh. Hành thức danh sắc lục nhập xúc thọ, ái thủ hữu sinh, lão tử sầu não, hành nghiệp các khổ không thể nghĩ bàn, sinh tử vô ngần luân chuyển chẳng dứt, vốn không có sinh cũng không hòa hiệp, suy nghĩ bất thiện tâm hành gây tạo, ta đoạn tất cả các kiến trói buộc, dùng dao trí tuệ rọc lối phiền não, quán thân năm ấm tất cả phán lặng, chứng đạo vô thượng công đức nhiệm màu, mở cửa cam lồ, chỉ đồ cam lồ, giao thành cam lồ, ở nhà cam lồ. Khi các chúng sinh ăn vị cam lồ, thọ loa đại pháp, đánh trống đại pháp, rút đốt đại pháp, tuôn mưa đại pháp, ta nay phá dẹp tất cả oán kết, dựng cao cờ pháp, mầu nhiệm thứ nhất, độ các chúng sinh khỏi biển sinh tử, hàng dứt ba ác, vô lượng khổ não, lừa giữ phiền não, độ các chúng sinh không ai cứu hộ, không chùa nương tựa, ta dùng mỹ vị cam lồ mát mẻ, giúp họ đầy đủ, khiến liền đóng bức. Ở vô lượng kiếp tu hành các hạnh, cúng dường cung kính chư Phật Thế Tôn, kiên cố tu tập đạo nghiệp Bồ Đề, cầu được Như Lai pháp thân chân thật, xả bỏ thân mạng, lóng đốt chân tay, đầu mắt tụy não, vợ con yêu dấu, tiền tài trân bảo, trân châu anh lạc, lưu ly vàng bạc, trân bảo tiền tài, tất cả vật quý. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kinh Kim Quang Minh, quyển 1.